Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 62. Ở cuối tập trước, sau khi Thải Lân tự nhiên là nhìn ra Huân Nhi nội tâm ý nghĩ, lại bất lực, dạo này tâm tình Thải Lân có thể lý giải. Như nàng chỉ có thể an ủi Huân Nhi. Huân Nhi mắt hạnh hàm tình mạch mạch, đôi mắt hồng nhuận, nghe nói Thải Lân lời nói, hàm răng cắn môi, khẽ gật đầu. Huân Nhi tại đấu khí đại lục, cổ tộc huyết mạch cố nhiên cường đại, nhưng ở đấu đế đại lục, huyết mạch đã không có thể giải quyết vấn đề quá lớn. Ở đây, trưởng thành vốn là một cái chuyện vô cùng khó khăn, Thải Lân nếu không là có bí pháp. Có bản thân là thôn thiên mãng tương trợ, cũng không có khả năng thực lực tinh tiến nhanh như vậy, bất quá Huân Nhi thiên phú lại là cực cao. Dù không có bí pháp, nhưng Huân Nhi thực lực tiến bộ cực nhanh, tại Tiêu Viêm cực lực trợ giúp dưới. Huân Nhi thực lực hôm nay cũng đã đạt đến 4 sao đỉnh phong. Một cái đấu đế, tại không có bí pháp cùng huyết mạch trợ giúp dưới, trừ cực cao ngộ tính. Căn bản không có cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến 4 sao. Hú chi bây giờ Huân Nhi khoảng cách 5 sao cũng không xa, như thật so ra, Huân Nhi thiên phú chỉ cao. Không thể so tuyệt thế thiên tài kém bao nhiêu nếu như cho Huân Nhi đầy đủ thời gian. Chỉ dựa vào Huân Nhi cái này ngộ tính cũng có thể trưởng thành thành một phương tuyệt thế thiên tài. Lôi đình muốn rơi xuống, hỗn độn bất diệt cùng Thanh Lân cũng chạy tới, nhìn xem hình người tráng kiện lôi đình. Hỗn độn bất diệt nhìn thoáng qua thuốc trong đầm không nhúc nhích tí nào Tiêu Viêm. Thân hình khẽ động vội vàng muốn đi lên hỗ trợ, bỗng nhiên bị một thanh âm ngăn lại. Không cần, ta tự mình tới. Người nói chuyện chính là Tiêu Viêm, thuốc trong đàm Tiêu Viêm hai con ngươi đột nhiên mở ra. Trong đôi mắt có thể thấy được một đám lửa ở trong đó thiêu đốt, khoát tay, hoa mỹ hỏa diễm phun ra ngoài. Hóa thành từng đạo hỏa long, xoay quanh thẳng lên phóng tới lôi đình. Cả hai lập tức xông kích lại với nhau, hỏa long ngừng lại, hóa thành thiên hỏa tuyên cổ xích. Thuốc trong đàm, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, phía sau thiên yêu xương cánh hiển hiện. Thân hình hóa thành một vệt cầu vồng, một nắm chặt cùng lôi đình đối kháng thiên hỏa tuyên cổ xích. Cánh tay chấn động, lôi đình hướng về sau vừa lui, bỗng nhiên vung lên, lôi đình tán đi. Trên trời lôi vân cũng không có tán đi, cuồn cuộn lôi âm càng phát ra vang vọng, giống như bị chọc giận, lôi vân bắt đầu co vào. Bỗng nhiên, trong lôi vân một đầu càng mạnh càng tráng kiện lôi đình gào thét mà xuống, loáng thoáng ở giữa có xé rách thanh âm. Đế kiếp, Tiêu Viêm trước đó là thực lực gì, vì sao lại xuất hiện đế kiếp, cái này chẳng lẽ muốn đột phá đến 8 sao rồi? Dương Hạo Thiên ánh mắt nhắm lại, mang theo chấn kinh chi sắc, Thanh Hạo Nhiên lại không có quá nhiều kinh ngạc. Tựa hồ đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử thối, dĩ nhiên lại đột phá. Hỗn độn bất diệt phi một tiếng, mang theo không cam lòng. Ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ nhìn xem giữa không trung phía trên cùng đế kiếp đối kháng Tiêu Viêm. Không đúng, này làm sao sẽ có đế kiếp? Bất quá hỗn độn bất diệt nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, kinh dị bên ngoài ánh mắt rất nhanh chú ý tới hư nhược Thải Lân. Vội vàng bay đi, đầu tiên là đối với Thải Lân chắp tay chào hỏi. Phát chuyện gì, làm sao sẽ suy yếu như vậy? Thải Lân là ma thú gia tộc thủ hộ thần, hỗn độn bất diệt thấy thế càng là vô cùng sốt ruột, hắn trước đó nghe nói Thải Lân ra ngoài. Sau lại nghe nói Tiêu Viêm trọng thương mới nhanh chóng chạy đến, vừa đến đã trông thấy Thải Lân sắc mặt cực kém. Nhất thời gấp như lửa đốt, thủ hộ thần đối với một cái gia tộc đến nói, nó trọng yếu tính không gì sánh kịp. Nếu là thủ hộ thần xảy ra chuyện, một số thời khắc đối với một cái gia tộc đến nói sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Ma thú gia tộc tại đấu đế đại lục phía trên, địa vị mặc dù không yếu, nhưng là khoảng cách cái trước thủ hộ thần còn tại thời điểm. So sánh dưới kém rất nhiều, một đời thủ hộ thần cũng là một đời gia tộc hưng thịnh thời điểm. Thanh Lân cùng Thải Lân cả hai đối với yêu tộc cùng ma thú gia tộc đến nói, kia cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại, là vô luận nỗ lực bao lớn hy sinh đều muốn bảo vệ đối tượng. Thải Lân khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, hỗn độn bất diệt một mặt sốt ruột. Liền muốn truy vấn, Thải Lân bỗng nhiên ngẩng đầu hung hăng trợn, mắt nhìn hỗn độn bất diệt một chút. Hỗn độn bất diệt đến ít hầu quả thực là bị nuốt xuống, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, hắn là ma thú gia tộc tuyệt thế thiên tài. Tốc độ phát triển mặc dù cùng Tiêu Viêm so ra kém một bậc, nhưng là tại ma thú gia tộc, hỗn độn bất diệt địa vị đây chính là đỉnh tiêm tồn tại. Bị Thải Lân một chút nhìn hắn thở mạnh cũng không dám. Ta không sao, không cần truy vấn, ta tự có chừng mực. Thải Lân thản nhiên nói, nàng tựa hồ sớm đã dự liệu được chính mình tế hiến tinh huyết. Sẽ khiến ma thú gia tộc truy vấn, bất quá đối với Thải Lân đến nói, còn sống ý nghĩa không phải là vì gia tộc. Yêu có đôi khi đối với một người đến nói, lớn hơn có hết thảy, cho dù là gánh vác lấy toàn cả gia tộc vận mệnh, nhưng cũng đều vì chỗ yêu người sẽ không tiếc. Hỗn độn bất diệt bị Thải Lân chừng một cái, không dám ở nhiều lời, đành phải đóa mất mặt tránh lui đến một bên. Hỗn độn bất diệt nhìn xem hiện tại nhảy nhót tưng bừng Tiêu Viêm, chỗ nào giống thông tin bên trong nói như vậy. Trọng thương sắp chết, hỗn độn bất diệt khóe miệng co giật, đáng hận hơn chính là vừa đến đã trông thấy Tiêu Viêm đột phá. Cùng Tiêu Viêm kết bái huynh đệ thời điểm, Tiêu Viêm thực lực vẫn còn so sánh hắn yếu quá nhiều. Đây chỉ là chớp mắt vậy mà liền vượt qua hắn, làm là huynh trưởng, bị huynh đệ ngạnh sinh sinh vượt qua cảm giác, nói cái gì cũng không thoải mái. Bất quá hỗn độn bất diệt nghĩ lại, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Ha ha, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi thiên phú so với ta mạnh hơn quá nhiều. Bất quá ta là sẽ không bỏ qua, có lẽ ngày nào ta cũng bộc phát, liền có thể vượt qua ngươi.
Hỗn độn bất diệt lầm bầm lầu bầu cười ha ha, mọi người lại một mặt kinh ngạc, không biết hỗn độn bất diệt đang cười cái gì, lại không dám hỏi thăm. Thiên ảnh vô xích. Giữa không trung, từng đạo thức ngấn xuất hiện, lôi đình cùng nó đối kháng, nhưng cũng chỉ là một lát chi thế, lôi đình tuy mạnh, nhưng là Tiêu Viêm càng mạnh. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, thiên ảnh vô xích lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem lôi đình oanh đánh nát bấy. Hóa thành lẻ tẻ điểm sáng, chân trời lôi vân còn như chờ đợi Tiêu Viêm phân công, tại lúc này hoàn toàn tán đi, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Tiêu Viêm thời khắc này khí tức thình lình, 7 sao hậu kỳ. Lần này đột phá cùng Dĩ Vãng cũng khác nhau, Dĩ Vãng đều dựa vào 3 kỳ vật thôn phệ từ đó đột phá. Đương nhiên lần này mặc dù không thể thiếu Niết Bàn Trọng Sinh Viêm hỗ trợ, nhưng còn là bởi vì mọi người tế dâng ra tới tinh huyết, cho Tiêu Viêm sung túc đế chi nguyên khí, mới khiến cho Tiêu Viêm đạt được đột phá, thành công đột phá đến 7 sao hậu kỳ. Trên đường chân trời Tiêu Viêm không có trì hoãn, nhìn xem lôi vân tán đi về sau thân hình liền chậm lại, đối với Thanh Hạo Nhiên. Dược Ngạo Thiên ôm quyền ra hiệu, sau đó đối với Dược lão nhẹ gật đầu, Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên cũng là mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm lập tức bay đến Thải Lân cùng Huân Nhi bên người, đem hai nữ thật chặt ôm vào trong ngực. Thải Lân cùng Huân Nhi hốc mắt lập tức đều hồng nhuận. Cảm ơn các ngươi, một đường làm bạn. Tiêu Viêm trong miệng lẩm bẩm, lời nói tiến vào Thải Lân cùng Huân Nhi trong tai. Hai người trong hốc mắt nước mắt rốt cuộc bao hàm không ngừng, Thải Lân Huân Nhi, Tiêu Viêm từ lúc ban đầu cho tới bây giờ hết thảy đều không thể rời đi các nàng, dạo này tình cảm chỉ có thể dùng đến chết cũng không đổi hình dung. Tình cảm sâu đã vượt xa khỏi vợ chồng chi tình, đó là một loại cao hơn tình cảm, so thân tình thân thiết hơn, so tình yêu càng sâu tình cảm. Ôm xong hai người, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía một bên Chân Ni sắc mặt tự nhiên cũng là không tốt. Chân Ni cố gắng gạt ra tiếu dung, bản muốn nói cái gì, lại lập tức hôn mê bất tỉnh, Tiêu Viêm vội vàng bên trên đỡ, trong tay xuất hiện một viên thuốc để vào Chân Ni trong miệng. Đến, đem Chân Ni tiểu thư đỡ đi về nghỉ. Tiêu Viêm nhìn xem Chân Ni trong mắt ẩn tình, đem Chân Ni xúc xích sợi tóc vuốt đến sau tai. Mỉm cười, vất vả, nghỉ ngơi thật tốt đi, tiếp xuống giao cho ta là được rồi. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Dược tộc tộc trưởng Dược Ngạo Thiên, chậm rãi đi tới. Sư tổ, bọn hắn tình huống như thế nào? Tiêu Viêm hỏi thăm đến, kỳ thật trên thực tế, Tiêu Viêm sớm đã dùng linh hồn chi lực tìm hiểu qua bọn hắn bây giờ tình huống. Chỉ bất quá vì bận tâm Dược Ngạo Thiên mặt mũi, dạo này hỏi thăm có thể hiện ra Tiêu Viêm đối với Dược Ngạo Thiên một loại tôn trọng. Dược Ngạo Thiên bị Tiêu Viêm cái này một hỏi thăm có chút sững sờ, cái này luyện dược chi thuật bên trên kinh nghiệm có lẽ do Tiêu Viêm xác thực muốn phong phú rất nhiều, nhưng là dược tộc dù sao cô đơn quá lâu, trong tộc có thể lấy ra nội tình sợ còn không có Tiêu phủ nhiều, chỉ bất quá nhà ai đều có mấy cái bản lĩnh sở trường. Tiêu Viêm chắc chắn như thế là có hắn ý nghĩ, bởi vì Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực tìm hiểu Nam Nhĩ Minh thời điểm phát hiện Nam Nhĩ Minh đã tổn thương cực nặng, những người khác tại thuốc trong đàm, mặc dù thương thế đều rất nặng, nhưng cũng miễn cưỡng là ổn định lại, có thể Nam Nhĩ Minh lại càng ngày càng suy yếu. Dược Ngạo Thiên lông mày cũng nhíu chặt, hắn tự nhiên biết Tiêu Viêm nói như thế, nhất định là tại hỏi thăm có không có biện pháp gì cứu Nam Nhĩ Minh. Đồ tôn, hắn thương tích quá nặng, sợ đã không có thuốc nào cứu được, những người khác có lẽ còn có một cứu, chỉ là hắn. Sợ thân thể đều bị nọc độc thẩm thấu, toàn bộ xấu lắm, bây giờ chỉ còn lại có một sợi hồn. Dược Ngạo Thiên chậm rãi nói, Tiêu Viêm hai mắt phát đỏ, không tiếp tục ngôn ngữ, lập tức ngồi xếp bằng xuống, tay áo vung lên. Diễm Mộc Đỉnh thình lình xuất hiện, Tiêu Viêm không có thời gian trì hoãn, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất vì bọn họ luyện chế sinh mệnh chi hoa. Nhưng, Nam Nhĩ Minh nơi này cho dù là có sinh mệnh chi hoa, chỉ sợ cũng vô ích. Luyện chế sinh mệnh chi hoa chủ yếu nhất chính là muốn bất tử thảo vị này chủ dược tài, Tiêu Viêm trong tay có 20 gốc. Mỗi một gốc đều có tiền mà không mua được, Tiêu Viêm không thể có bất kỳ thất bại, mỗi một gốc đều phải thành công. Tiêu Viêm bây giờ là đế chi thất phẩm luyện dược sư, sinh mệnh chi hoa chỉ là lục phẩm đan dược. Đối với Tiêu Viêm đến nói luyện chế cũng không có cái gì rất cao độ khó, Tiêu Viêm giờ phút này nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Bởi vì giờ khắc này nhất định phải vì Nam Nhĩ Minh giành giật từng giây, có lẽ hắn còn có một chút hy vọng sống. Cái này luyện chế sinh mệnh chi hoa còn cần một vị dược tài, cũng chính là cùng luyện chế hồi xuân đan cùng một vị dược tài, trái cây sinh mệnh. Tiêu Viêm bây giờ trong tay trái cây sinh mệnh còn có rất nhiều, cũng không khan hiếm, ngược lại cái này bất tử thảo có 10 cây muốn lưu cho lửa thải phượng, bất quá về số lượng Tiêu Viêm không cần thiết lo lắng. Trên tay bây giờ có 20 gốc, bây giờ chỉ cần luyện chế 5 cái sinh mệnh chi hoa công hiệu cường đại. Nhưng là đối với bây giờ Nam Nhĩ Minh đến nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể trì hoãn tính mạng hắn biến mất tốc độ mà thôi. Tiêu Viêm cần chính là trì hoãn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể tìm tới phương pháp cứu Nam Nhĩ Minh. Sinh mệnh chi hoa, 3 vị chủ dược tài, cửu tuyền chi thủy, trái cây sinh mệnh, bất tử thảo. Những dược liệu này Tiêu Viêm toàn bộ đều có, nhưng là Tiêu Viêm cũng không có chân chính luyện chế qua. Tiêu Viêm đem 3 vị dược tài đem ra, lại lấy ra rất nhiều phụ trợ dược liệu, cái này sinh mệnh chi hoa là lục phẩm đan dược. Dạo này đan dược bản thân có được công hiệu liền 10 phần nghịch thiên, còn vẻn vẹn chỉ là lục phẩm, nhưng chỉ sợ luyện chế, so thất phẩm chỉ khó không dễ. Mọi người không dám ngôn ngữ, nhao nhao tránh ra đến, Tiêu Viêm đôi mắt nhắm lại, trên người thiên hỏa điên cuồng tuôn ra. Hóa thành từng đạo hỏa long, giống như biến thành Tiêu Viêm đại thủ, đem dược liệu bao trùm, có luyện thành bụi phấn.
có luyện thành chất lỏng, không ngừng điều hòa, không ngừng pha loãng. Tiêu Viêm chỉ chốc lát trên trán liền dày đặc tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Viêm dù sao vừa mới khôi phục, mặc dù có thông linh đan hỏa cùng niết bàn trọng sinh viêm để Tiêu Viêm bây giờ khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trên bản chất Tiêu Viêm bây giờ thể nội khí tức vẫn còn hỗn loạn trạng thái. Nhưng Tiêu Viêm không có thời gian đi để ý tới Thải Lân Huân Nhi cùng Dược Lão bọn người ở tại một bên lo lắng không thôi. Hỗn độn bất diệt lại phát hiện Tiêu Viêm chỗ không đúng, đi đến Thanh Hạo Nhiên một bên, nhỏ giọng đối với Thanh Hạo Nhiên dò hỏi: Ma Hoàng, Tiêu Viêm lúc trước là 7 sao trung kỳ. Thanh Hạo Nhiên nghe vậy ngẩn người, không biết hỗn độn bất diệt tại sao phải hỏi thăm cái này, nghĩ nghĩ gật gật đầu hồi đáp: Đúng vậy, Tiêu Viêm lúc trước là 7 sao trung kỳ a, hiện tại 7 sao hậu kỳ nha, không sai à? Vân Vân, vừa mới vì cái gì xuất hiện đế kiếp? Bị hỗn độn bất diệt cái này hỏi một chút, Thanh Hạo Nhiên cũng là cả kinh, cái này tinh cùng tinh ở giữa mới sẽ xuất hiện đế kiếp, vì cái gì Tiêu Viêm cấp độ này đột phá cũng xuất hiện đế kiếp? Thanh Hạo Nhiên lập tức lạnh tê một tiếng: Là có chút kỳ quái a, vì sao lại có đế kiếp xuất hiện? Thanh Hạo Nhiên nói chuyện, Dược Ngạo Thiên cũng là khẽ giật mình, mọi người nhất thời một mặt kinh ngạc. Ta ngược lại là nghe nói qua, có lẽ là mảnh không gian này linh giác được Tiêu Viêm quá mức nghịch thiên, sở dĩ muốn hàng cái sét đánh một bổ Tiêu Viêm. Hỗn độn bất diệt vẻ mặt thành thật nhìn xem Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên nói, nhưng mà lại đổi lấy Dược Ngạo Thiên cùng Thanh Hạo Nhiên một mặt ánh mắt khinh bỉ, phảng phất tựa như đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Làm ta không nói, chờ Tiêu Viêm xong việc tự mình hỏi một chút hắn đi. Hỗn độn bất diệt bị hai người này nhìn một mặt xấu hổ, hậm hực đi tới một bên, lập tức truyền tin cho Hỏa Hồng, nàng lang quân xảy ra chuyện, để nàng nhanh chóng đến đây. Nhân tộc cái này một bên, cung điện bên trong, Chân Tông Phúc cùng Chân Bố Phàm ngồi trong đại sảnh. Hắc giáp trung niên nhân đứng tại hai người trước mặt, hồi báo lúc trước chuyện phát sinh. Chân Bố Phàm sắc mặt có vẻ hơi khó xử. Đại ca, làm như vậy chỉ sợ cũng chút không ổn đâu, Chân Bố Phàm một mặt đáng chát, Chân Tông Phúc lại không có quá nhiều biểu lộ. Đối với Hắc giáp trung niên nhân nhẹ gật đầu. Tốt, không sao, ngươi đi xuống đi, chuyện này làm rất tốt. Chân Tông Phúc không trả lời ngay Chân Bố Phàm, mà là trước tiên đem Hắc giáp trung niên nhân cố ý đẩy ra. Hắc giáp trung niên nhân đối với Chân Tông Phúc ôm quyền: Nhân hoàng chi mệnh, tự khi nghĩa bất dung từ, tiểu nhân cáo lui. Hắc giáp trung niên nhân cung kính sau khi nói xong liền nhanh chân rời đi đại điện bên trong. Giờ phút này đại điện chỉ còn lại có Chân Bố Phàm cùng Chân Tông Phúc. Chân Tông Phúc trong tay xuất hiện một cái lam u sắc pha lê cầu, phía trên xuất hiện tuyết đỉnh. Quỷ ẩn trên người đan diễm không biết làm cái gì, Chân Tông Phúc cùng Chân Bố Phàm đều hiếu kỳ nhìn kỹ. Nhìn một chút, Chân Tông Phúc cười lạnh, Chân Bố Phàm lại tựa hồ như không có nhìn ra manh mối gì. Chân Bố Phàm chủ yếu là quản lý thương minh, những thế lực này ở giữa ân oán tình cừu, hắn ngược lại không rõ ràng lắm. Đại ca, người này chính là cái kia một mực trong truyền thuyết ảnh tử minh mạnh nhất sát thủ Quỷ Ẩn. Chân Bố Phàm đối với Quỷ Ẩn cũng có nghe thấy, chỉ thấy pha lê cầu bên trong Quỷ Ẩn rời đi về sau không lâu, Hắc giáp trung niên nhân lại xuất hiện. Cái này ảnh tử minh cũng không thể lưu a, cái này Quỷ Ẩn dĩ nhiên cũng muốn giá họa cho Tiêu Viêm. Bất quá cũng tốt, cứ như vậy, chúng ta cũng liền có thể danh chính ngôn thuận nói cho Tiêu Viêm là ảnh tử minh người làm, không liên quan gì đến chúng ta. Chân Tông Phúc mỉm cười, tựa hồ tìm được một cái đột phá khẩu, để toàn bộ kế hoạch lộ ra càng thêm hoàn mỹ. Đại ca, dù sao Tiêu Viêm cùng chúng ta vẫn là có mấy phần tình cảm, như thế đến nay, hiển cho chúng ta không cũng quá quá ác độc. Chân Bố Phàm nội tâm đối với Tiêu Viêm vẫn là 10 phần có hảo cảm, luôn cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, Chân Bố Phàm liền một mặt đáng chát khó làm biểu lộ. Chuyện này, ngươi cũng đừng có tham dự, ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi Tiêu Viêm không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Ngươi muốn minh bạch, kế hoạch này đã tới mức độ này, Tiêu Viêm nói với chúng ta tới thiếu một không thể. Chúng ta đối với Tiêu Viêm đến nói cũng giống như thế, này nhân thế vốn là như thế, lợi dụng lẫn nhau cũng không cảm thấy kinh ngạc. Huống hồ nếu không là ta, Tiêu Viêm chỉ sợ sớm đã mất mạng. Chân Tông Phúc chậm rãi nói, sau khi nói xong, Chân Bố Phàm nghĩ nghĩ. Đúng như là Chân Tông Phúc nói, lần này cần không phải Chân Tông Phúc phái người nghĩ cách cứu viện. Mặc dù nghĩ cách cứu viện là một cái ngụy trang, mục đích là nghĩ mượn đao giết người, giá họa cho Tiêu Viêm, nhưng trên thực tế cũng đích thật là cứu được Tiêu Viêm. Kế hoạch vốn là nghĩ cuối cùng mới nói cho Tiêu Viêm, nhưng bây giờ kế hoạch này, Quỷ Ẩn lại trong lúc bất tri bất giác giúp bọn họ một tay. Vậy đại ca, Quỷ Ẩn Hinh Nhi lại là chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy Chân Bố Phàm tựa hồ cũng mơ mơ màng màng, đối nó bên trong nội tình cũng không biết chút nào, bây giờ mới hỏi Chân Tông Phúc. Hinh Nhi, người này bối cảnh ta nghe qua, cái gì Hinh Nhi, ta cũng chỉ là nghe nói. Chân Tông Phúc đang khi nói chuyện lộ ra rất tự nhiên, mà một bên Chân Bố Phàm lại là tức sạm mặt lại. Nếu là Quỷ Ẩn biết, cái kia không được tức chết mới là lạ. Hinh Nhi, người này bối cảnh ta nghe qua, cái gì Hinh Nhi, kỳ thật ta cũng chỉ là nghe nói. Chân Tông Phúc đang khi nói chuyện lộ ra xem thường, mà một bên Chân Bố Phàm lại là tức sạm mặt lại. Nếu là Quỷ Ẩn biết, cái kia không được tức chết mới là lạ. Tốt, so sánh hiện tại Tiêu phủ bên trong rất náo nhiệt, chúng ta cũng nên đi, lần này ngươi đại biểu đi là được, ta liền không đi. Nhớ kỹ vẫn là mang một ít đồ tốt đi, ngươi đừng nói, nghe ngươi một giảng trong lòng ta thật đúng là cảm thấy đối với Tiêu Viêm có chút áy náy.
Chân Tông Phúc trên mặt lộ ra vẻ áy náy, bất quá nhìn lại cảm giác có chút giống như là giả vờ. Chân Bố Phàm thì một mặt khinh bỉ nhìn xem Chân Tông Phúc. Chân Tông Phúc thấy thế làm ho hai tiếng lập tức đứng dậy. Chuyện này giao cho ngươi, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, đi. Sau khi nói xong liền bước nhanh mà rời đi, đại điện bên trong chỉ còn lại có Chân Bố Phàm một người xốc xếp. Chân Bố Phàm thở dài một hơi, nhìn tới vẫn là được cho Tiêu Viêm chuẩn bị một phần hậu lễ, cái này tâm cảm giác mới không có trở ngại. Tiêu phủ bên trong, Hỏa Hồng mà hốc mắt đỏ bừng, ngồi xổm ở Nam Nhĩ Minh bên người, Nam Nhĩ Minh sắc mặt càng ngày càng thảm trắng. Sờ tới sờ lui càng là một mảnh lạnh buốt, không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ cơ thể, thân thể tựa hồ khi tiến vào một loại cứng ngắc trạng thái. Cái này là tử vong đêm trước, như nhìn kỹ trên da rẻ của hắn, có thể trông thấy tại làn da tầng dưới chót phía dưới. Thấy được có một loại u điểm sáng màu xanh lam, đây là quỷ ẩn độc, bây giờ hiển nhiên đã thẩm thấu đến Nam Nhĩ Minh toàn thân. Hỏa Thải Hoàng cùng Dược Ngạo Thiên Thanh Hạo Nhiên đứng chung một chỗ, Hỏa Thải Hoàng nhìn lấy Hỏa Hồng mà như thế thương tâm. Làm vì mẫu thân, nàng tự nhiên nhìn ra Hỏa Hồng mà đã lòng có sở thuộc, bình thường không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ thấy Nam Nhĩ Minh đã đến dạng này sắp chết tình trạng, Hỏa Hồng mà tự nhiên cũng không còn cách nào che giấu đi. Ở sâu trong nội tâm chính mình chân chính tình cảm, không cần những người khác nhiều lời. Nam Nhĩ Minh tại trong mấy người khí tức yếu kém nhất, trong bụng vết thương càng là cực kỳ dễ thấy. Cửu Tuyên Chi Thủy, cực âm chi vật, cần thiên hỏa đạt tới điểm sôi là được, Bất Tử Thảo, này thuốc cực kỳ thần kỳ công hiệu kỳ lạ. Cần tam trọng nhiệt lửa, triển khai Bất Tử Thảo toàn bộ, phóng xuất ra niết bàn chi lực, trái cây sinh mệnh. Màu đỏ quả thân cần đến màu đỏ tím, phương là tốt nhất, còn cần 190 vị phụ trợ dược liệu. Tiêu Viêm thủ pháp cực nhanh, thiên hỏa giống như biến thành Tiêu Viêm cánh tay, trưởng khống tự nhiên. Cửu Tuyên Chi Thủy, Bất Tử Thảo, trái cây sinh mệnh cùng 190 vị phụ trợ dược liệu toàn bộ bị thiên hỏa bao trùm. Cửu Tuyên Chi Thủy, điểm sôi đến, nhập. Cửu Tuyên Chi Thủy từ màu vàng nhạt biến thành có chút hiện ra quang mang, đạt tới điểm sôi trình độ. Tiêu Viêm bàn tay vung lên, liền tiến vào Diễm Mộc đỉnh bên trong. Bất Tử Thảo, lãnh hỏa, ấm lửa, liệt hỏa, triển khai hoàn thành, nhập. Bất Tử Thảo hoàn toàn giãn ra. Dĩ nhiên biến thành tựa như đang thiêu đốt lửa cháy diễm Bất Tử Thảo, nhạt ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi tại ngọn cỏ thiêu đốt. Nhưng cả cây thảo thiêu đốt mất một bộ phận, liền sẽ tại mọc ra mới, không ngừng lặp đi lặp lại, nhạt ngọn lửa màu xanh lam càng ngày càng thịnh, đây chính là niết bàn chi hỏa. Trái cây sinh mệnh, màu đỏ tím, trong đó áp xúc lấy khổng lồ sinh mạng chi lực, phóng xuất ra đi. Ba vị chủ dược tài toàn bộ luyện chế tốt, toàn bộ để vào Diễm Mộc đỉnh bên trong, nhưng muốn chân chính dung hợp, cần một chút trung tính dược liệu đến đem tổng hợp. Cái khác 190 vị dược tài tốc độ của Tiêu Viêm rất nhanh, mấy cái đến hợp liền toàn bộ đem tinh luyện hoàn thành. Toàn bộ để vào Diễm Mộc đỉnh bên trong, Tiêu Viêm đưa tay, thiên hỏa xông vào Diễm Mộc đỉnh bên trong, toàn bộ Diễm Mộc đỉnh phía trên. Từng đạo như sợi tơ đường vân nổi lên, giống như đang vì đó tổng hợp, áp chế dược tính, làm đan dược càng nhanh dung hợp. Dung hợp là một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, Tiêu Viêm mười phần cẩn thận. Trên trán hiện ra từng hạt dày đặc mồ hôi, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt một chút, không dám có một tia phân thần. Trên bầu trời lại lần nữa hiện ra lôi vân, Tiêu Viêm nhướng mày, thủ pháp lại lần nữa tăng tốc. Giờ phút này Diễm Mộc đỉnh bên trong thiên hỏa toàn bộ phun ra ngoài, theo thiên hỏa phun ra ngoài còn có năm đạo quang mang. Tiêu Viêm vung tay lên đem Diễm Mộc đỉnh thu hồi, đưa tay ở giữa, năm đạo quang mang phủ hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Hỏa diễm tán đi, lộ ra năm đạo quang mang chân chính bộ dáng. Kia là từng đóa hiện ra năm màu lưu quang hơi mờ đóa hoa, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Cho dù là đứng xa xa nhìn, đều có thể cảm thụ được cái này trong lửa toát ra sinh mệnh khí tức, hít vào một hơi. Cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng, cảm thấy tinh thần rất nhiều, vết thương trên người đau nhức tựa hồ cũng giảm bớt một chút. Sinh mệnh chi hoa, mọi người tự nhiên không biết cái này hiện ra năm màu lưu quang đóa hoa là vật gì, nhưng là Dược Ngạo Thiên kiến thức rộng rãi, tự nhiên là một chút liền nhận ra được. Trong mắt tinh mang lấp lóe, thật giống như nhìn thấy cái gì tuyệt thế bảo bối, mọi người có lẽ không biết. Cái này sinh mệnh chi hoa, từ khi lão Ma Hoàng biến mất về sau, liền lại cũng không từng xuất hiện qua. Dạng này đan dược công hiệu thần kỳ, để tất cả luyện dược sư đều vô cùng hướng về, mặc dù là hoa bộ dáng. Nhưng bản thân hạch tâm là một cái đan dược, chỉ là phát ra đan khí hóa thành mắt thường của mọi người có thể thấy được hoa bộ dáng. Cùng lúc đó, trên trời đan lôi cũng tại lúc này năm đạo cùng một chỗ, tại không trung hóa thành một đạo tráng kiện lôi đình. Thanh âm cảm giác không khí mặt đất đều đang run rẩy, còn tốt Tiêu phủ chiếm diện tích phạm vi cực lớn. Cái này lôi vân vừa vặn chỉ ở Tiêu phủ bên trong, bất quá địa phương khác cũng có thể gặp được mảng lớn lôi vân. Cái kia là Tiêu phủ đi, trong vòng một ngày dĩ nhiên xuất hiện hai lần lôi vân, chẳng lẽ có người liên tục đột phá? Đúng vậy, nghe nói bên trong phủ chủ là mới tấn thăng không lâu đấu đế, bây giờ thực lực đều là một điều bí ẩn, nghe nói mạnh đáng sợ. Ta nghe nói đan điện bên kia động tĩnh rất lớn, nghe nói điện chủ nhi tử chết rồi. Điện chủ nhi tử? Là cái kia gọi đan cái gì tới? Đan diễm, đối với chính là đan diễm, nghe nói cũng là bị cái này Tiêu phủ chủ giết chết, ngươi có biết hay không? Trước kia đan điện điện chủ có một cái tiểu nhi tử, nghe nói thiên phú cực cao. Nghe nói cũng là chết thảm cùng cái này Tiêu phủ chủ trong tay, đan điện như thế cường đại. Cái này Tiêu phủ lại còn giết chết đan điện điện chủ hai đứa con trai, chỉ sợ sắp có một trận đại chiến muốn bạo phát.
Đan Diễm tử vong tin tức rất nhanh liền tại Cự Hy Thành bên trong truyền khắp ra, đan điện động tĩnh thực sự quá lớn. Tin tức truyền đi cũng tự nhiên nhanh, dù sao đan điện thực lực tại cái này Cự Hy Thành bên trong nổi lên hết sức quan trọng địa vị. Chung quanh rất nhiều thế lực đều lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Trọng yếu nhất đan điện giờ phút này đoạn mất tất cả đan dược cung cấp, lực ảnh hưởng trực tiếp phân bố toàn bộ Cự Hy Thành. Tiêu phủ bên trong, Tiêu Viêm lại lần nữa xông lên thiên không, đối mặt năm đạo hợp thành một đạo lôi đình. Tiêu Viêm trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, cái này dù sao chỉ là lục phẩm đan dược đan lôi. Đối với Tiêu Viêm đến nói xác thực không đủ gây sợ, Tiêu Viêm lại lần nữa xuất ra Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích. Cùng bầu trời bên trên lôi đình đánh vào cùng một chỗ, cái này đan lôi mặc dù là năm đạo kết hợp một đạo, nhưng này chỗ nào sẽ so đế kiếp lôi đình cường hãn. Thiên ảnh vô xích. Có thể Tiêu Viêm không có một tia muốn cùng đối kháng tâm, trực tiếp thi triển đấu kỹ, đem đan lôi đánh tan. Hiện tại hắn không có thời gian dư thừa trì hoãn, thiên ảnh vô xích thức ảnh che kín cả bầu trời. Nhìn người phía dưới trợn mắt hốc mồm, theo Tiêu Viêm đột phá đến 7 sao đấu đế hậu kỳ, lại tăng thêm trước đó chiến đấu bên trong. Thi triển ra thiên ảnh vô xích đệ ngũ trọng, ngàn thức hợp nhất, đối với cái này đấu kỹ cơ hồ lĩnh ngộ được đại thành. Chỉ là tùy tiện thi triển, cũng không biết mạnh hơn trước kia bao nhiêu. Trên bầu trời lôi vân trực tiếp bị đạo đạo như thật thức ảnh oanh kích tản ra, Tiêu Viêm thấy lôi vân tán đi về sau, mới từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, vừa rơi xuống đất, bước chân khẽ run lên. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi thấy thế nóng nảy muốn bên trên đỡ Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ổn ổn thân hình. Đối với Huân Nhi khoát tay áo, ra hiệu Huân Nhi chính mình không có chuyện. Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên nhao nhao ở một bên, đối với Tiêu Viêm càng thêm bội phục. Một cái trọng thương sắp mất đi tính mạng người, bây giờ vừa khôi phục thì liều lĩnh vì mình các huynh đệ liều hết tất cả. Cái này một phần ý chí cùng tình nghĩa, để người ở chỗ này đối với Tiêu Viêm đều kính nể không thôi. Toàn bộ tiêu phủ mặc dù đứng đầy người, lại tĩnh lạ thường. Tiêu Viêm vung tay lên, đem sinh mệnh chi hoa thu nhập trong lòng bàn tay, hóa thành 5 viên thuốc, đan dược bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn qua phảng phất không phải đan dược, giống như từng khỏa lưu ly làm thành chân châu. Tiêu Viêm đi qua, đem đan dược phân biệt để vào trọng thương 5 nhân khẩu bên trong, trừ Nam Nhĩ Minh. Tất cả mọi người toàn thân cũng bắt đầu bốc lên từng tia bạch khí, nguyên bản mỏng manh khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên. Có thể Nam Nhĩ Minh nơi này lại không có phản ứng chút nào. Hỏa Hồng mà ngồi tại thuốc đầm bên cạnh Nam Nhĩ Minh bên người, Nam Nhĩ Minh đóng chặt lại mắt, tuấn tú gương mặt đã mất đi sinh cơ về sau, khiến người ta cảm thấy một loại đến tự linh hồn đau nhức. Tiêu Viêm đi tới, đem tay đặt ở Nam Nhĩ Minh trên đầu, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, Tiêu Viêm đi vào Nam Nhĩ Minh trong tâm thần. Tiêu Viêm trên người quỷ linh toàn bộ tuôn ra, tràn vào Nam Nhĩ Minh trong thân thể, một vùng tăm tối bên trong, hơi mờ Nam Nhĩ Minh con mắt đóng chặt lại, Tiêu Viêm đi tới, kéo lại Nam Nhĩ Minh tay, Nam Nhĩ Minh hồn đôi mắt mới chậm rãi mở mắt ra. Tiêu, thiếu, ta đây là, phải chết sao? Nam Nhĩ Minh hai mắt vô thần, hồn phách của hắn đang tán đi, thân thể dần dần trở nên trong suốt, Nam Nhĩ Minh thời gian không nhiều lắm. Bất quá Tiêu Viêm sau khi đến không nói gì, Tiêu Viêm muốn trợ giúp Nam Nhĩ Minh hấp thu sinh mệnh chi hoa. Cái này sinh mệnh chi hoa bây giờ đã là không cách nào chữa trị Nam Nhĩ Minh thương thế. Bất quá vì hắn bảo trụ linh hồn vẫn là có thể, lại thêm Tiêu Viêm dùng quỷ linh chi lực đem Nam Nhĩ Minh tán đi tất cả hồn phách toàn bộ lôi kéo trở về. Nam Nhĩ Minh hồn phách lại lần nữa ngưng thực, tại Nam Nhĩ Minh hồn phách trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa to lớn hoa. Đây chính là sinh mệnh chi hoa cường đại sinh mệnh lực bắt đầu phóng thích. Đóa hoa phía trên từng khỏa điểm sáng tràn ra, hướng Nam Nhĩ Minh ngưng tụ, để Nam Nhĩ Minh hồn phách không tiêu tan. Tiêu thiếu, nếu như ta chết rồi, có thể hay không đừng nói cho Hồng Nhi là ai giết ta, ta không hy vọng nàng cuốn vào chiến tranh bên trong. Ta hy vọng nàng có thể vui vẻ sống sót. Nam Nhĩ Minh thần sắc đau thương, hắn rất minh bạch hiện tại tình cảnh của mình. Hắn đã hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại, thậm chí ngay cả đau xót đều không có. Một loại trống rỗng cùng đến tự sâu trong linh hồn lôi kéo cảm giác lan tràn Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh biết tử vong cách hắn đã gần trong gang tấc. Yên tâm, ta nhất định có biện pháp có thể cứu ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để ta bất kỳ một cái nào huynh đệ xảy ra chuyện. Ai đều không thể. Hỏa Hồng mà chính ngươi chiếu cố, ta mới lười quản, an tĩnh ở lại đây, chờ ta. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm túc, không có chờ Nam Nhĩ Minh mở miệng, Tiêu Viêm liền lập tức thối lui ra khỏi Nam Nhĩ Minh hồn phách không gian. Đã là hồn phách, Nam Nhĩ Minh chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng linh nước mắt chậm rãi rơi xuống. Lần này sợ khó thoát cái chết. Hồng Nhi thật xin lỗi. Tiêu thiếu, thật xin lỗi, chỉ sợ về sau cũng không còn cách nào cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Khiêu chiến. Nam Nhĩ Minh từng câu thở dài, khí tức tử vong càng ngày càng gần, tuyệt vọng khí tức tràn ngập hắn. Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu to lớn sinh mệnh chi hoa. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, từng màn hồi ức tại trước mắt hắn xẹt qua, đời này như phủ. Trong lòng có ngôi mộ, táng lấy vị vong nhân. Tiêu Viêm lập tức mở mắt ra, Hỏa Hồng mà thấy thế khóc đỏ hai mắt lập tức tập trung trên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chau mày, nhìn lấy Hỏa Hồng mà tiêu tụy bộ dáng, Tiêu Viêm trong lòng đau xót, an ủi Hỏa Hồng mới nói: "Đừng lo lắng, Nam Nhĩ Minh không có việc gì, ngươi ở đây bồi tiếp hắn, hắn cần ngươi." Thấy Tiêu Viêm nói đến nghiêm túc, Hỏa Hồng mà đối với Tiêu Viêm trùng điệp gật đầu, nàng tin tưởng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn một chút Thanh Mộc Nhi mấy người, phong bạo thương thế rất nặng, bất quá không có trúng độc.
Sinh mệnh chi hoa dược lực cực kỳ cường hãn, thương thế của mọi người chính tại khôi phục nhanh chóng. Sắc mặt cũng đang từ từ trắng bệch trở nên hồng nhuận. Thuốc này đàn bên trong dược dịch mọi người. Cũng xuất hiện Tiêu Viêm khôi phục thời điểm hấp thu, thuốc này dịch là dược tộc đặc chế. Đối với trọng thương người có vô cùng cường hãn khôi phục công hiệu, sinh mệnh chi hoa dược hiệu cùng thuốc này dịch để mọi người khôi phục làm ít công to. Tiêu Viêm nhìn mấy người khác đều không có chuyện, chỉ có hiện tại chỉ còn lại hồn phách Nam Nhĩ Minh. Sư tổ, Nam Nhĩ Minh tình huống phi thường hỏng bét, ngài có không có biện pháp gì? Tiêu Viêm nhìn về phía Dược Ngạo Thiên, hắn hiện tại vô kế khả thi, đành phải hướng Dược Ngạo Thiên cầu cứu. Dược Ngạo Thiên chau mày, nói ra, Nam Nhĩ Minh thân thể bị nọc độc xâm nhập, đã toàn bộ hoại tử. Muốn cứu Nam Nhĩ Minh chỉ có một cái biện pháp, là biện pháp duy nhất tái tạo thân thể. Tái tạo thân thể? Tiêu Viêm nhướng mày, tái tạo đấu đế thân thể cũng không phải chuyện dễ. Nếu như thân thể cường độ không đạt được, căn bản là không có cách chịu đựng lấy hồn phách chi lực. Huống chi bây giờ thời gian quan trọng, như thế nào tái tạo đều vẫn là một nan đề. Tái tạo thân thể? Dược Ngạo Thiên gật gật đầu, thân sắc ngưng trọng, không quá nặng tố đấu đế thân thể cũng không phải chuyện dễ. Nhìn chung lịch sử, chỉ có một người làm được. Tất cả mọi người an tĩnh nghe Tiêu Viêm cùng Dược Ngạo Thiên đối thoại. Là ai? Có thể tìm tới hắn sao? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Dược Ngạo Thiên dừng một chút, tốt một lát sau lắc đầu trùng điệp thở dài, ảm đạm nói ra. Không tìm được. Hắn chính là truyền cho ngươi tuyệt thế phương thuốc Lão Ma Hoàng. Thanh Huyền Thiên. Lão Ma Hoàng. Tiêu Viêm hoảng sợ nói, Dược Ngạo Thiên gật gật đầu, Tiêu Viêm nghĩ lại. Chính mình làm sao quên cái này gốc dạ, Lão Ma Hoàng tất thể xác tinh thần máu toàn bộ tại chính mình nơi này. Tất cả phương thuốc đều ở nơi này, có chút phương thuốc Tiêu Viêm trước kia thực lực không đủ, không cách nào mở ra. Bây giờ đã tấn thăng làm thất phẩm luyện dược sư, chẳng biết có thể hay không tìm tới Dược Ngạo Thiên trong miệng thuật luyện chế đấu đế thân thể đơn thuốc. Ta lập tức tìm. Tiêu Viêm lập tức tại trong nạp giới tìm kiếm. Lão Ma Hoàng lưu lại phương thuốc rất nhiều. Còn có chút tàn tạ, Tiêu Viêm không ngừng lấy ra, thấy Dược Ngạo Thiên ở một bên chảy nước miếng. Những này phương thuốc đều là thất truyền a, cái kia cái luyện dược sư có thể không nóng mắt. Không, không phải luyện dược sư cũng sẽ nóng mắt. Tiêu Viêm một quyển ra lật xem. Thế nhưng là, trừ một đống còn đánh nữa thôi kê đơn thuốc phương. Tiêu Viêm đem có thể mở ra duyệt nhìn phương thuốc đều xem xong, cũng không tìm được Dược Ngạo Thiên nói có thể luyện chế ra đấu đế thân thể phương thuốc. Tiêu Viêm nhìn thấy cuối cùng, bỗng nhiên trông thấy nơi hẻo lánh bên trong có một khối giống như hòn đá màu đen. Chi vật giống như hòn đá vật hình, nhìn cùng cái khác phương thuốc có chênh lệch cực lớn, cái khác phương thuốc đại đa số đều là quyển trục. Vật này Tiêu Viêm một mực cũng không có chú ý, cảm giác chỉ là một cái rất bình thường vật, bất quá Tiêu Viêm lúc này lấy ra xem xét, lập tức dọa hắn nhảy một cái. Đây là thần dựng chi thạch. Tiêu Viêm chợt nhớ tới cái gì, lập tức tại trong nạp giới tìm kiếm một phen, xuất ra một quyển có chút tàn tạ màu đen quyển trục. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có mở ra quyển trục, mà là cầm quyển trục nhắm mắt lại, nhướng mày nhíu một cái. Hóa ra quyển trục này không phải dùng con mắt nhìn, mà là dùng linh hồn chi lực đi cảm ứng. Không lâu sau, Tiêu Viêm mở to mắt, trong mắt có ánh sáng đang lóe lên. Nam Nhĩ Minh được cứu rồi. Có thể chỉ bất quá, cái này thần dựng chi thạch sợ là không đủ. Tiêu Viêm nói, quyển trục này bên trong xác thực giống như Dược Ngạo Thiên nói. Thật ghi chép như thế nào luyện chế đấu đế thân thể biện pháp, chỉ bất quá điều kiện yêu cầu cực cao. Tảng đá kia chính là thần dựng chi thạch, nghe nói là vạn vật ban đầu thai nghén lưu lại, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy chân dung. Chỉ bất quá điểm này cũng quá ít đi, thật có thể luyện chế ra đấu đế chi thân. Dược Ngạo Thiên nghi ngờ nói, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Cái này chỉ sợ là Lão Ma Hoàng lưu lại hàng mẫu, muốn luyện chế, sợ cần nửa tòa núi lớn nhỏ thần dựng chi thạch mới được. Tiêu Viêm đắng chát nói, dạng này thần dựng chi thạch chỗ nào là có nhiều, bây giờ có thể có như thế một khối nhỏ đều là không dễ dàng. Huống chi sợ là rất nhiều người nghe cũng không từng nghe nói qua vật này. Mọi người có chưa từng gặp qua dạng này tảng đá? Tiêu Viêm cầm trong tay hòn đá màu đen giơ lên. Mọi người nhao nhao nhìn về phía trong tay Tiêu Viêm hòn đá màu đen. Hòn đá màu đen dưới ánh mặt trời hiện ra lệch tím nhan sắc. Xuyên thấu qua ánh nắng còn có thể trông thấy, trong viên đá mơ hồ có một cái giống như là trái tim đồ vật đang nhảy nhót, tựa hồ tích chứa cực sâu huyền bí. Nhưng mà, mọi người nhao nhao lắc đầu, biểu thị chưa từng gặp qua. Tiêu Viêm nguyên lai tưởng rằng tìm được hy vọng, nhiều người như vậy ngay cả thấy đều chưa từng gặp qua. Đi nơi nào tìm nửa tòa núi lớn nhỏ thần dựng chi thạch, mà lại trừ cái này thần dựng chi thạch, còn cần một vật mới có thể hoàn thành, đó chính là quỷ linh. Bất quá hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm được trước thần dựng chi thạch để Nam Nhĩ Minh hồn phách không tiêu tan. Ba kỳ vật Tiêu Viêm trên thân ngược lại là có, nhưng là đều dung hợp, không cách nào tách rời. Bất quá hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm được trước thần dựng chi thạch để Nam Nhĩ Minh hồn phách không tiêu tan. Quỷ linh một bước này ngược lại là không nóng nảy, trước hết tìm tới thần dựng chi thạch. Để Nam Nhĩ Minh hồn phách không tiêu tan mới là bây giờ mấu chốt, Tiêu Viêm nghĩ, nếu như cuối cùng đều không thể tìm tới quỷ linh. Vậy liền đem chính mình cưỡng ép phân chia ra đến thử một lần, dù sao mình dung hợp nhiều như vậy quỷ linh. Tại mọi người nhao nhao lắc đầu biểu thị chưa từng gặp qua, vô kế khả thi thời điểm. Một bên Hỗn Độn Bất Diệt chau mày, suy tư một chút, tựa hồ có chút lông mày.
Hồng Nhi muội muội, thứ này ngươi gặp qua không? Ta tựa hồ có như vậy một chút ấn tượng, tựa như là đã nhìn thấy ở nơi nào. Nhưng thời gian có chút dài, ta cũng nhớ không quá được. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh bên người Hỏa Hồng. Hỏa Hồng, cái này hắc thạch ngươi gặp qua không? Ta tựa hồ có như vậy một chút ấn tượng, giống như đã nhìn thấy ở nơi nào, nhưng thời gian có chút dài, ta cũng nhớ rất rõ. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh bên người Hỏa Hồng. Hỏa Hồng mà nghe vậy, xóa đi lau nước mắt, mọi người nghe vậy cũng cùng nhau nhìn về phía Hỏa Hồng. Nhìn lấy Hỏa Hồng mà thương tâm gần chết bộ dáng, trong lòng mọi người đều thật không nhẫn, đặc biệt là Hỏa Thải Hoàng. Nhìn xem nữ nhi thương tâm khổ sở, làm vì mẫu thân trong nội tâm nàng càng là khổ sở, nhưng lại bất lực. Hỏa Hồng mà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trong tay Tiêu Viêm cái kia một khối nhỏ hắc thạch, phượng mi hơi nhíu nhăn. Tựa hồ đang nhớ lại, nàng cùng Hỗn Độn Bất Diệt có cảm giác giống nhau, loại này bộ dáng tảng đá, trong trí nhớ tựa như là có chút ấn tượng. Chỉ bất quá có chút mơ hồ, điều này nói rõ Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà đã từng xác thực gặp qua. Hỗn Độn Bất Diệt cũng là cố gắng nghĩ lại, thứ này tựa hồ trước đây thật lâu thấy qua, liền là nghĩ không ra ở nơi đó nhìn thấy. Trụ sở bí mật, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, chăm miệng một lời nói. Nhớ lại, khi còn bé, tại chúng ta ma thú gia tộc trong dãy núi Nguyên Thủy, hai ta trụ sở bí mật trước mặt thật giống như có như thế một lớn tảng đá. Bên trong có một cái màu đen hư ảnh, nghe cha ta nói gọi là gì thần dựng chi thạch. Hỗn Độn Bất Diệt trong mắt tinh mang lấp lóe, cơ hồ xác định chính là trong tay Tiêu Viêm cầm loại này hắc thạch. Nguyên Thủy dãy núi. Tiêu Viêm ngẩn người, ma thú gia tộc trong dãy núi Nguyên Thủy có rất nhiều chân quý dược liệu. Tại ngoại giới cơ hồ đều tuyệt tích, trong dãy núi Nguyên Thủy bên ngoài đều không mở ra, giống như một mực đang bảo vệ cái gì. Tiêu Viêm nhìn về phía Hỏa Thải Hoàng lại liếc mắt nhìn tràn ngập chờ mong ánh mắt Hỏa Hồng, khẽ gật đầu, cũng coi là ngầm cho phép. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Tiêu Viêm nghe vậy, không thể lại trì hoãn, lập tức nói. Hỏa Hồng mà gật gật đầu, Tiêu Viêm phất tay, thiên hỏa phóng thích mà ra, hỏa diễm đem Nam Nhĩ Minh bao vây lại. Sư tổ, Tiêu phủ bên trong mấy người khác liền nhờ ngươi chiếu cố. Tiêu Viêm đối với Dược Ngạo Thiên chắp tay nói, Dược Ngạo Thiên gật gật đầu, Tiêu Viêm thần sắc nghiêm túc. Tất cả mọi người biết Tiêu Viêm trong lòng giờ phút này sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Cái kia Huân Nhi, ngươi liền lưu tại Tiêu phủ đi, ngươi hiện tại ra ngoài cũng không an toàn, chiếu cố tốt chúng ta nhà, chờ ta trở lại. Tiêu Viêm đối với Huân Nhi nhu hòa nói, Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Viêm an bài xong hết thảy về sau vịn Thải Lân. Mang theo hôn mê Nam Nhĩ Minh trực tiếp nhanh chóng hướng thông hướng ma thú gia tộc lỗ sâu mà đi. Cự Hy Thành bên trong, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Tiêu phủ bên trong xông ra một đại đội nhân mã vội vàng, nhao nhao đều coi là Tiêu phủ cùng Đan Điện muốn khai chiến. Tiêu phủ người xuất phát, Tiêu phủ chút người này muốn cùng Đan Điện đánh, rất không có khả năng. Cầm đầu cái kia là Tiêu phủ chủ Tiêu Viêm, sau lưng thì là ma thú gia tộc Hỗn Độn Bất Diệt. Còn có Hỏa Thải Hoàng, Ma Hoàng, cái này hai thế lực lớn đều duy trì Tiêu phủ, nếu như coi là thật dạng này. Một trận chiến này chỉ sợ một trận chiến này không thể nói là tuyệt hậu, cái kia cũng coi là không tiền đi. Cự Hy Thành rất lâu đều chưa từng xảy ra chuyện lớn như vậy, ai xem ra bình tĩnh tóm lại muốn bị đánh vỡ. Cái này Đan Điện đối với đan dược khống chế thật quá mức cường đại. Đan Điện đám người kia tại cái này Cự Hy Thành bên trong muốn làm gì thì làm, đã sớm nên diệt diệt uy phong của bọn hắn. Đan Điện thế lực cường đại, chỉ sợ Tiêu phủ không địch lại. Bọn hắn đại chiến cũng tốt, dù sao đan dược đoạn hàng, có đánh hay không, chúng ta đều không có đan dược. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 62 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.